chiều gió vương, lòng lại thấy nắng như đang cười, chợt nghĩ ai đó đến bên cùng sánh đôi. Và đêm phố vương mong em gió ôi đùa, mưa lăng thang rơi rơi bước chân buồn, ấm thầm trên phố dài chiều không nắng người đi quãng con chia.
Những người bạn thân thiết của tôi năm 2008, cuộc thi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Hoa Học Trò và nhãn hàng Clean and Clear phối hợp tổ chức. Hồng Phượng và Nguyên Khang xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với phần mở đầu những ca khúc sôi động trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn 6 cặp đôi đã bước vào vòng chung kết Những Người Bạn Thân Thiết Của Tôi năm 2008. Xin được giới thiệu cặp 8X. Xin giới thiệu Mưa Bong Bóng. Và tiếp theo, Hạt Đậu Nhỏ. Và bây giờ là Hoa Nắng. Xin được giới thiệu Kẹo Bông Gòn. Cuối cùng chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho Tiểu Nhí. Vâng, xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Quả là các bạn rất xinh đẹp và dễ thương trong những bộ trang phục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn rằng ngay từ những phút đầu tiên thì quý vị cũng thấy rằng là mỗi đôi bạn mỗi người mỗi vẻ, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung là họ đều là những người bạn thân, không chỉ trong học tập, trong lao động mà còn cả trong cuộc sống nữa. Thưa quý vị và các bạn, có một người nào đó đã nói như thế này: tình bạn là một trong những thứ tình cảm đẹp nhất, và tình bạn thì luôn trong sáng và hồn nhiên. Chính vì lẽ đó mà những kỷ niệm thật đẹp của thời học trò, những kỷ niệm, những giận hờn vu vơ của thời cấp sắc đến trường, và cả những cái nhìn lém lỉnh, đôi mắt trong veo và nụ cười dễ thương của cô bạn lớp bên cạnh cũng khiến cho chúng ta thỉnh thoảng khi nhớ về cũng bồi hồi xúc động, đúng không ạ? Và thưa quý vị, những cuộc thi Những Người Bạn Thân Thiết Của Tôi cũng không nằm ngoài mục đích tôn vinh những tình bạn cao đẹp như thế. Và cũng chính vì ý nghĩa đó mà từ những ngày đầu khởi động thì cuộc thi đã nhận được hàng ngàn bức ảnh của các bạn học sinh đến từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong 1.000 bức ảnh đó thì ban giám khảo đã chọn được 6 đôi bạn để tham gia vào vòng chung kết của cuộc thi Những Người Bạn Thân Thiết Của Tôi năm 2008. Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ thì Nguyên Khang và Hồng Phượng xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của quý vị. Hiện diện của bà Hà Quỳnh Chi, giám đốc nhãn hàng Clean and Clear, văn phòng đại diện Johnson & Johnson. Xin được trân trọng giới thiệu giám đốc tài chính văn phòng đại diện Johnson & Johnson, ông Trần Đình Toàn. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự tham dự của tất cả quý vị phụ huynh đại diện cho các đại diện của các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, đó là tất cả các bạn học sinh cũng như là các thầy cô giáo và toàn thể quý vị khán giả đã đến đây tham dự và ủng hộ cho các bạn thí sinh. Một lần nữa xin được hân hoan chào mừng toàn thể quý vị và các bạn. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Phan Hồn Nhiên, đại diện cho Báo Sinh viên Việt Nam và Báo Hoa Học Trò, sẽ lên sân khấu tặng hoa cho ông Trần Đình Toàn, đại diện của nhãn hàng Johnson & Johnson. Xin được trân trọng kính mời hai vị. Và các bạn, chúng ta đang cùng đến với phần gửi tặng hoa của đại diện Báo Sinh viên Việt Nam, Báo Hoa Học Trò. Bà Phan Hồn Nhiên sẽ tặng cho ông Trần Đình Toàn, là giám đốc tài chính văn phòng đại diện Johnson & Johnson. Thưa quý vị, xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn họ. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị. Quý vị, và bây giờ thì chúng tôi sẽ giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn một thành phần quan trọng trong bất kỳ một cuộc thi nào, đó là thành phần ban giám khảo, những người sẽ góp phần quan trọng để chọn ra những đôi bạn xuất sắc nhất trong cuộc thi Những Người Bạn Thân Thiết Của Tôi năm 2008. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Ủy viên Ban Chấp hành Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Huyên, trưởng ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị chuyên gia tâm lý Nguyễn Hữu Long, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Và một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu giám đốc nhãn hàng Clean and Clear, văn phòng đại diện Johnson & Johnson, bà Hà Quỳnh Chi.
Xin được trân trọng giới thiệu bà Phan Hồn Nhiên, nhà báo, đại diện báo Sinh viên Việt Nam, báo Hoa Học Trò. Thưa quý vị và các bạn, đó là những thành viên trong ban giám khảo. Và để có thể mà lấy được lòng của ban giám khảo thì có lẽ là các bạn đôi bạn của chúng ta ngày hôm nay phải cố gắng rất là nhiều. Vì vậy mà những tràng vỗ tay cổ vũ của các bạn sẽ không thể nào thiếu trong cuộc thi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì Huyền Khang Phòng Phượng biết chắc là quý vị của chúng ta đang rất nôn nóng với phần thi tài của các thí sinh, đúng không ạ? Và theo Phượng thì chúng ta sẽ nên bắt đầu chương trình ngày hôm nay bằng một tiết mục gì đây? Theo như Hồng Phượng nghĩ, đã là con gái á, thích điệu mà, cho nên là không thể nào thiếu được trang phục, đúng không? Mà là con gái mà đã là đôi bạn thân nữa thì chắc chắn là họ phải có một điểm chung gì đó trong cách lựa chọn trang phục, chẳng hạn như là về kiểu dáng nè, về màu sắc nè. Nguyên Khang có nghĩ như vậy không? Vâng, tôi thì hoàn toàn đồng ý với Hồng Phượng là như vậy. Bộ trang phục cũng nói lên cá tính, phong cách của họ, và chính vì thế mà ngày hôm nay thì tôi thấy Hồng Phượng mặc một chiếc đầm rất đẹp, đúng không ạ? Ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng đến với phần thi tài trang phục của 6 cặp đôi. Đến từ trường phổ thông trung học Võ Thị Sáu. Năng động dễ thương trong những bộ váy thật cá tính. Chúng ta đang cùng đến với phần thi tài của cặp Tiểu Nhí. Sẽ cùng đến với cặp Mưa Bông Bông. Mưa Bông Bông gồm hai thành viên Phan Huỳnh Thùy Linh và Tăng Thụ Ân, đến từ trường phổ thông trung học Mạc Đỉnh Chi. Với hai tông màu chủ đạo đỏ và đen, hai bạn nữ của chúng ta thật duyên dáng với những bước đi thật tự tin trên sân khấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy luôn dành những tràng pháo tay ủng hộ cho họ đi ạ. Học giỏi, tính cách tốt thì bộ trang phục và những phong cách ăn mặc cũng thể hiện cá tính của các team chúng ta. Một chút gì đó thật sôi nổi, trẻ trung và thật hóm hỉnh dễ thương trong những bộ trang phục của họ. Chúng ta sẽ cùng đến với Hoa Nắng. Hoa Nắng gồm hai thành viên khá dễ thương Trần Thùy Liên và Trần Huyền Trâm, đến từ Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.
ấm áp của mùa hè đang tràn ngập trong không khí của buổi tối ngày hôm nay trong bộ trang phục của Hoa Nắng. Chúng ta đến với kẹo không còn. Đó là bạn Võ Nguyễn Việt Vân và bạn Bùi Lê Anh Đào đến từ Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai thí sinh của chúng ta đã quyết định chọn cho mình những bộ trang phục là chiếc váy gồm 4 tầng và phong cách chủ đạo đen nâu đậm. Gồm hai thành viên Phạm Trâm Anh đến từ trường Trung học cơ sở Bàn Cờ và thành viên còn lại Huỳnh Nhật Linh đến từ Trung học phổ thông Lê Thị Hồng Gấm. Những bước chân thật tự tin, tay trong tay, những nụ cười luôn nở trên môi. Đó là những gì quý vị và các bạn đang cùng chiêm ngưỡng trong phần thi trang phục của các thí sinh. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn ngắm lại 6 cặp đôi đã bước vào vòng chung kết cuộc thi Những Người Bạn Thân Thiết Của Tôi năm 2008. Sự xuất hiện của người mẫu Đức Tiến. Thưa quý vị và các bạn, thật thú vị khi ngày hôm nay trong phần thi trang phục chúng ta có sự phối hợp của người mẫu Đức Tiến. Thưa quý vị và các bạn, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ cho họ đi ạ. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng
bạn Hồng Phượng và Nguyên Khang nhận thấy rằng là khi mà người mẫu Đức Tiến xuất hiện thì nhận được rất là nhiều những tràng pháo tay cổ vũ từ phía quý vị và các bạn, chứng tỏ một điều là sự xuất hiện của người mẫu Đức Tiến ở đây đã làm thay đổi không khí khán phòng của chúng ta, làm cho nóng hơn lên rất là nhiều. Và quý vị cũng thấy rằng cũng chính vì sự xuất hiện của anh không chỉ tạo bất ngờ cho quý vị mà còn cho chúng ta thấy một điều rất là đặc biệt là sự trình diễn của các bạn thí sinh không thua kém gì những người mẫu chuyên nghiệp cả. Nguyên Khang có nghĩ như vậy không? Vâng, thưa quý vị và các bạn, và tôi nghĩ là mới chỉ có phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay thôi mà dường như là không khí của khán phòng của chúng ta đã sôi nổi và nóng hơn bao giờ hết, và có lẽ như là chiếc máy lạnh không đủ để làm bớt hạ nhiệt của không khí ngày hôm nay, đúng không ạ? Và ngay bây giờ đây thì có lẽ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một phần khá đặc biệt, bởi vì bên cạnh các thí sinh duyên dáng trong những bộ trang phục học giỏi nè, tài năng nè, quý vị và các bạn sẽ còn khám phá những hoạt động của họ trong thời gian đã tập dư và những hoạt động xã hội. Xin mời quý vị cùng xem một đoạn video clip sau đây. Sau hơn 5 tháng phát động và bình chọn, cuộc thi Những Người Bạn Thân Thiết Của Tôi 2008 với hơn 50 trường đại học, trung học phổ thông, trong đó có 30 trường tại thành phố Hồ Chí Minh và 20 trường tại Hà Nội tham gia, đã bước vào chặng thi cuối cùng. Chương trình không chỉ giới thiệu đến người xem những đôi bạn gái thân thiết nổi bật trong giới học sinh, sinh viên cả nước, mà còn nhằm ca ngợi những tình bạn đẹp. Ban tổ chức đã chọn ra được 6 đôi bạn đại diện cho những tình bạn đẹp trên cả nước. Tuy thời gian gặp gỡ, làm quen của 6 đôi bạn với nhau khá ngắn ngủi, nhưng nó đã để lại trong lòng các em và cả những người tổ chức chương trình những dấu ấn không thể quên. 6 đôi bạn đến từ nhiều nơi, những ngôi trường khác nhau, nhưng họ gặp nhau ở suy nghĩ, ở ý thức đối với cộng đồng. Thời gian gặp gỡ ít ỏi, nhưng các bạn đã kịp chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong học tập, những sở thích trong cuộc sống, cũng như suy nghĩ của mình đối với xã hội. Hoàn cảnh có thể khác nhau, cuộc sống hay sở thích cũng khác nhau, nhưng các bạn đến với nhau bằng tình bạn trong sáng của tuổi học trò và nhất là ý thức với xã hội. Từ đó, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập là hành trang giúp các em tiếp cận với khuynh hướng sống tích cực hơn, năng động hơn. Chắp cánh ta cùng bay
thoáng trong gió. Những lúc bím tóc đông đưa thật xinh giữa mây trời, rồi bàn chân em bước trên hè phố vui hôm nào. Chính bóng dáng ấy để cho lòng ai vẫn vương hoài. Như đến phút đó thôi ngỡ như đang mơ. Đi cùng ai trên con phố, anh cầm tay em trong giấc mơ này. Lên bờ môi ấy tươi sáng, chim chim sao nét thơ nghi của em dưới môi cười, làm cho ai kia ngỡ em là cánh hoa kiều kỳ. Dù đã biết ánh mắt đôi ta nhìn nhau giờ tình yêu vào tim. Nếu yêu anh em không thể nói. Xin nhìn em từ xa, nhìn nụ cười thật khiến rất riêng. Cho tình yêu vào tim, vì sợ tình yêu trong gió. Những lúc bím tóc đông đưa thật xinh giữa mây trời, rồi bàn chân em bước trên hè phố vui hôm nào. Chính bóng dáng ấy để cho lòng ai vẫn vương hoài. Như đến phút đó thôi ngỡ như đang mơ. Đi cùng ai trên con phố, anh cầm tay em trong giấc mơ này. Lên bờ môi ấy tươi sáng, chim chim sao nét thơ nghi của em dưới môi cười, làm cho ai kia ngỡ em là cánh hoa kiều kỳ. Dù đã biết ánh mắt đôi ta nhìn nhau giữa chân thành. Trong tình yêu vào tim, nếu yêu anh em không thể nói. Bàn chân em bước trên hè phố vui vui nào, chỉ mong sáng mai để cho lòng anh vẫn vương hoài. Nhớ đến phút đó thôi ngỡ như đang mơ. Đi cùng ai trên con phố, anh cầm tay em trong giấc mơ này. Lên bờ môi ấy tươi sáng, chim chim sao nét thơ nghi của em dưới môi cười, làm cho ai kia ngỡ em là cánh hoa kiều kỳ. Dù đã biết ánh mắt đôi ta nhìn nhau giữa chân thành. Giờ mình em bơ vơ, giờ mình em mãi đi tìm ai. Vì
sao khi cho nhau cả vòng tay ấm áp để đêm nay sương rơi chờ mong. Cớ sao lãng quên đôi vầng trăng đông đưa dưới hiên nhà, và cớ sao bước đi đêm lặng thinh nhạt nhòa hơi ấm. Chỉ biết thương nhớ cho thêm buồn, xin chào riêng em lệ ướt khóe mi còn cay. Rồi bao nỗi nhớ mong khiến trái tim anh ngậm ngơ. Một ngày anh không thấy em, cho trái tim anh buồn tênh. Chuyện tình ngày xưa rất xưa mà ta vẫn thương hay mơ. Ước mong sao trọn đời bên nhau. Đừng giận anh nhé, mỗi khi anh làm em khóc nhẹ. Những câu vui từ thơ ấu thơ mong rằng cuộc tình dài rộng bao la. Giờ đây con tim anh dự báo là sẽ yêu người, mong cho tình ta đẹp như giấc mơ mai này, để rồi mình cùng bay khắp muôn nơi. Nhìn mây trắng một ngày nắng, thấy trái tim em rộn ràng cả vang. Chợt cơn mưa nhiều hơn nữa khiến trái tim em u sầu. Em biết sẽ không gặp người. Và rồi bao nỗi nhớ mong khiến trái tim ai ngậm ngơ. Một ngày anh không thấy em, cho trái tim anh buồn tênh. Chuyện tình ngày xưa rất xa mà ta vẫn thương hay mơ. Ước mong sao trọn đời bên nhau. Đừng giận anh nhé, mỗi khi anh làm em khóc nhẹ. Những câu vui từ thơ lâu thơ mong rằng cuộc tình dài rộng bao la. Giờ đây con tim anh dự báo là sẽ yêu người, mong cho tình ta đẹp như giấc mơ mai này, để rồi mình cùng bay khóc. Trao nhau là yêu từ ngày bé thơ dâu dàng, là một chuyện tình ngu ngơ. Dù mưa hay nắng đôi mình sẽ nguyện mãi bên nhau. Con tim giọt vàng hát lên lời ca yêu đời, để chờ một ngày tươi sáng. Đừng giận anh nhé, đừng không tin thơ lâu thơ mong rằng cuộc tình dài dòng bao la. Giờ đây con tim anh giờ có là sẽ yêu người. Cho chúng ta đẹp như giấc mơ mai này, để rồi mình cùng bay khắp. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, Hồng Phượng nhận thấy là quý vị và các bạn rất là thú vị với phần thi vừa rồi của các thí sinh, bởi vì bên cạnh các thí sinh còn có sự hỗ trợ của các ca sĩ nữa, đó là ca sĩ Hồ Bích Ngọc nè, ca sĩ Lương Bằng Quang nè, ca sĩ Quang Bi Tuấn Anh, toàn là những ca sĩ mà được các bạn tuổi teen ưa thích không à. Và chúng ta cũng thấy là mặc dù đi bên cạnh các ca sĩ, các bạn không được nhuần nhuyễn như họ, nhưng mà chính vì cái sự hồn nhiên, chính vì cái sự bỡ ngỡ đó đã giúp cho các thí sinh của chúng ta đáng yêu hơn rất là nhiều. Nguyên Khang có thấy vậy không?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với lại ý kiến của Hồng Phượng. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như mà chúng ta để ý kỹ thì mỗi thí sinh, mỗi cặp của chúng ta xuất hiện trên sân khấu với một nét rất độc đáo và riêng biệt. Đó là một câu chuyện mà chúng tôi xây dựng, và câu chuyện của chúng ta thì liên tục từ bài số 1 cho đến bài số 8, số 6 tượng trưng cho 1 đến 6 cặp đôi, đúng không? Đúng rồi đó, và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với một phần thi rất là đặc biệt. Từ đầu đến giờ thì chúng ta đã xem các bạn thí sinh nè, thi trang phục nè, thi ca hát nè. Vậy thì bây giờ thì các bạn sẽ nhạy bén và thông minh như thế nào đây? Chúng tôi mời quý vị cùng đến với phần thi ứng xử. Được mời ra sân khấu 6 cặp của chúng ta, xin mời cặp 8X. Và bây giờ chúng tôi xin được mời cả 6 cặp chúng ta cùng bước ra sân khấu để tham dự vào phần thi ứng xử. Mời cặp mưa bong bóng, hạt đậu nhỏ, hoa nắng, kẹo bông gòn và tiểu nhí. Xin mời các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh phần thể hiện tài năng của các bạn xinh đẹp, duyên dáng, các bạn học giỏi, thì các bạn còn thể hiện được sự am hiểu và kiến thức cũng như khả năng ứng xử của mình trước mọi tình huống. Và ngay bây giờ đây thì 6 cặp đôi của chúng ta đã sẵn sàng trên sân khấu. Và trước khi họ đến với phần thi khá quan trọng này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy dành một tràng pháo tay ủng hộ cho họ được không ạ? Và đầu tiên thì bây giờ chúng ta cùng đến với phần dự thi của đôi 8X. Thưa quý vị và các bạn, trên tay của chúng tôi đây là những lá thăm của những vị giám khảo và đại diện một bạn 8X. Xin mời các bạn chúng ta bốc thăm vị giám khảo đặt câu hỏi cho bạn. Các bạn nói là các bạn rùng quá. Là ai vậy bạn? Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiền. Đây là câu mà các bạn cần phải trả lời. Theo bạn, một tình bạn đẹp ở lứa tuổi các bạn là một tình bạn như thế nào? Hãy cho biết một câu danh ngôn mà bạn tâm đắc nhất. Các bạn sẽ có 2 phút để trả lời câu hỏi này. 2 phút bắt đầu. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến ban giám khảo, quý vị khán giả. Lời chào trân trọng nhất. Sau đây em nhóm 8X xin trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Ở lứa tuổi của chúng em thì việc học là một việc quan trọng nhất. Vì vậy em nghĩ một tình bạn đẹp ở một lứa tuổi này thì ngoài việc chia sẻ với nhau trong học tập thì chúng em còn phải giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ, để đạt được những ước mong mà hai chúng em đều muốn đạt được trong mục tiêu của cuộc đời mình. Và câu trong ngôn mà tụi em yêu thích nhất, tâm đắc nhất, đó là đâu băng giá nhất không phải là Bắc Cực hay là Nam Cực mà là thơ Thiếu Vắng Tình Bạn. Và em nghĩ rằng em là tâm đắc nhất câu trong ngôn đó, bởi vì chúng ta khi thiếu vắng tình bạn sẽ thiếu đi một cái gì đó, mất đi sự sẻ chia an ủi ở một người nào đó. Giống như một chữa mùa đông lạnh giá thì không có nơi ấm áp nào. Và em nghĩ rằng một tình bạn giản dị như vậy rất cần có mọi người. Em xin hết, em xin cảm ơn. Xin cảm ơn câu trả lời của nhóm 8X. Vâng, một câu trả lời và một câu danh ngôn rất hay. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần thi của nhóm Mưa Bong Bóng. Xin mời Mưa Bong Bóng. Xin mời các bạn chúng ta bốc lá thăm. Là ai đây bạn? Chúng ta cùng xem nào. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện nhãn hàng Clean and Clear công ty Johnson & Johnson Việt Nam, bà Hà Quỳnh Chi. Câu hỏi của chúng tôi dành cho nhóm Mưa Bong Bóng đó là các bạn đã học hỏi được điều gì thông qua cuộc thi những người bạn thân thiết này? Dạ.
Lần đầu tiên cho nhóm Mưa Bong Bóng xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý đại biểu, ban giám khảo và quý vị có mặt theo dõi chương trình ngày hôm nay. Em xin trả lời câu hỏi của em là qua cuộc thi này em đã thực sự khẳng định được bản thân mình và em có thể thử sức mình. Em có thể học hỏi được nhiều đêm từ các bạn từ trong cùng trang lứa. Và qua cuộc thi thì em thấy cuộc thi nó như một cái thông điệp rất là dễ thương gửi đến tất cả các bạn. Cùng chia sẻ những khó khăn, những vui buồn trong quá trình tập và để cho bài hát Hoa Nắng thật sự diễn xuất rất là thành công ở trên sân khấu của nhà trường. Và sau thời gian đó, hai tụi em trở nên thân thiết với nhau lúc nào cũng không biết nữa. Và trở thành một cặp đôi rất là ưng ý, không những trên sân khấu mà còn ở ngoài đời, trong học tập và trong cuộc sống. Phần trả lời của Hoa Nắng đến đây xin hết. Vâng, như vậy từ một sự kết đôi ngẫu nhiên với ca khúc Hoa Nắng mà các bạn đã trở thành một đôi bạn rất thân. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với kẹo bông gòn. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời chuyên gia tâm lý Nguyễn Hữu Long. Xin chào cặp đôi kẹo bông gòn. Và sau đây là câu hỏi mà ban tổ chức cuộc thi dành cho hai bạn. Hai bạn hãy kể một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tình bạn của hai bạn. Xin cảm ơn. Dạ kẹo bông gòn, chào ban giám khảo, chào tất cả mọi người. Kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của tụi em á, thì bắt đầu từ lúc hai đứa chưa quen nhau kìa. Lúc mà em với Vân tham gia một hoạt động văn nghệ. Rồi lúc đó ấn tượng thì cũng bình thường thôi, mà thậm chí là còn hơi ganh ganh với nhau nữa. Nhưng mà có một hôm thì em tập lại trễ, rồi trời mưa cho nên cúp điện. Rồi lúc đó cũng tính em thì sợ ma nữa cho nên ngồi khóc. Vân có chạy lại an ủi được mấy câu rồi cũng khóc theo em luôn, tại hình như là cũng sợ ma giống em. Dạ từ sau cái chuyện đó thì tụi em dần dần quen với nhau hơn. Thì tụi em mới nhận ra là tụi em có nhiều điểm giống nhau, mà điểm giống nhau mà mọi người cũng thấy đó là tụi em đều mít ướt cả. Dạ tụi em xin hết ạ. Vâng, như vậy là từ điểm giống nhau đầu tiên đó là sợ ma thì các bạn của chúng ta đã phát hiện ra rằng họ có nhiều điểm giống nhau hơn nữa. Vâng, cảm ơn kẹo bông gòn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với cặp đôi cuối cùng, Tiểu Nhi. Các bạn không có sự lựa chọn nào bởi vì chỉ còn có một lá thăm nữa cho các bạn thôi. Chúng ta hãy cùng xem đây là ai. Chuyên gia Nguyễn Hữu Long. Một lần nữa chúng tôi xin được mời chuyên gia Nguyễn Hữu Long. Chào cặp Tiểu Nhí. Và người ta thường nói rằng trong cuộc sống ai cũng phải có những ước mơ, những hoài bão để đi tới những điều tốt đẹp hơn. Vậy thì đối với hai bạn có những ước mơ gì? Và các bạn có nghĩ rằng là bạn thân thì cần phải giúp nhau để đạt được ước mơ đó? Và hai bạn đã làm gì để giúp nhau trong việc thực hiện ước mơ của mỗi người? Xin được cảm ơn hai bạn. Dạ lời đầu tiên nhóm Tiểu Nhí xin gửi đến ban giám khảo và các bạn đang có mặt ở đây một lời chào chân thành nhất. Và chúng em thật ra thì chúng em có rất là nhiều ước mơ tại tuổi 9X mà, nhưng mà tính ra có một ước mơ chung của tụi em là đơn giản thôi, có một tình bạn được là lâu dài. Một tình đẹp, một tình bạn đẹp thật dài, dài tới già luôn. Dạ,
Tụi em biết á, thực hiện ước mơ này nó nghe thì đơn giản nhưng mà thực sự nó không có đơn giản, là một quá trình phấn đấu dài mà không có ngừng nghỉ. Nhưng mà theo em á, thì nếu mà duy trì cái mối quan hệ như thế này á, thì không có chuyện gì là không thể. Dạ, có lẽ đó cũng là sự hỗ trợ lẫn nhau của hai chúng em. Cảm ơn. Xin chúc mừng Tiểu Nhí, cảm ơn hai bạn. Hai bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cả 6 đôi bạn đã vừa hoàn thành xong phần thi ứng xử. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng thấy là các thí sinh của chúng ta khi trả lời câu hỏi trước ban giám khảo có một chút gì đó hơi rụt rè, hơi run run. Nhưng mà những câu trả lời của họ thì rất là thật. Và trong đó thì có những kỷ niệm mà chúng ta không ít lần cũng tự hỏi là hình như mình cũng có kỷ niệm đó, đúng không Phượng? Và bây giờ thì để dành thời gian cho ban giám khảo suy nghĩ về kết quả của cuộc thi này, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Sống Đôi, cũng là một ca khúc viết về tình bạn, cùng với phần minh họa của nhóm New Style và phần trình diễn của nhóm F5. Chong to ke si om chapa chong chapa chong chapa rang ching ni mùa xuân cho khắp nhân gian tiếng hát vui, và em như nắng mai đang về bên đời cùng anh, tay nắm tay ta xoay bước đôi bên nhau, nhịp chân ta tình yêu trong trái tim anh chỉ có em, ngày sau vẫn thế nên em đừng nghi ngờ. Dù cho mưa gió anh em vẫn nhớ nhau, rất chia từng vui buồn. One, two, three, go!
và phần minh họa của vũ đoàn New Style. Thưa quý vị và các bạn, tình bạn là một điều gì đó rất cao đẹp, nó giúp cho chúng ta vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Và chúng tôi hy vọng rằng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ xây dựng cho mình một tình bạn thật vững chắc và đẹp, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với phần mà mọi người đều trông đợi nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Đó là phần công bố kết quả của ban giám khảo. Và trước khi đến với phần này thì xin mời cả 12 thí sinh chúng ta quay trở lại sân khấu. Xin được mời cả 6 đôi bạn quay trở lại sân khấu. Hiện nay trên sân khấu là 6 cặp đôi đã bước vào vòng chung kết cuộc thi Những Người Bạn Thân Thiết Của Tôi năm 2. Tôi xin được trân trọng kính mời đại diện ban giám khảo nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên và đại diện nhà tài trợ bà Hà Quỳnh Chi, giám đốc nhãn hàng Clean and Clear, văn phòng đại diện Johnson & Johnson sẽ lên trao tặng hoa cho 12 thí sinh. Xin được trân trọng kính mời. Và các bạn, như vậy là cuộc thi Những Người Bạn Thân Thiết Của Tôi năm 2008 đã đi đến hồi kết thúc. Và chúng ta thật là hồi hộp, không biết đôi bạn nào sẽ bước lên bục vinh quang của cuộc thi ngày hôm nay. Nhưng mà cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì tất cả các đôi bạn của chúng ta đều rất xứng đáng để nhận được những sự cổ vũ nhiệt tình và những tràng cổ vũ, pháo tay cổ vũ nhiệt tình từ phía quý vị và các bạn trong ngày hôm nay, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin mượn một câu nói của 8X hồi nãy là không có nơi nào trên thế giới này lạnh giá như là Bắc Cực và Nam Cực cả. Chỉ có nơi mà chúng ta thiếu tình bạn thì mới là lạnh giá nhất thôi. Và xin mời quý vị và các bạn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho 6 cặp đôi. Xin được trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên và bà Hà Quỳnh Chi. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta có thể quay lại vị trí phía sau những bục vinh danh để lắng nghe kết quả của ban giám khảo. Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng của chúng ta ngày hôm nay sẽ có 2 giải duyên dáng, 1 giải khuyến khích, 1 giải ba, 1 giải nhì và 1 giải nhất. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem đôi bạn nào sẽ nhận được giải duyên dáng trong cuộc thi này. Trên tay của Nguyên Khang và Hồng Phượng đang có kết quả từ phía ban giám khảo. Và chúng ta hãy cùng hồi hộp nhé. Và đôi bạn duyên dáng đầu tiên xin được chúc mừng đôi bạn 8X. Và xin được chúc mừng Hát Đậu Nhỏ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhà báo Phan Hồn Nhiên, đại diện cho báo Sinh Viên Việt Nam và báo Hoa Học Trò, sẽ lên sân khấu để trao 2 giải duyên dáng cho cuộc thi Những Người Bạn Thân Thiết Của Tôi năm 2008. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với cuộc thi Những Người Bạn Thân Thiết Của Tôi năm 2008 và giải duyên dáng đã được xác định. Xin được cảm ơn bà Phan Hồn Nhiên và xin được chúc mừng 8X cùng với Hạt Đậu Nhỏ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem đôi bạn nào sẽ nhận được giải khuyến khích của cuộc thi. Và chúng tôi xin được chúc mừng Tiểu Nhi. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Long sẽ lên trao giải khuyến khích cho đôi bạn Tiểu Nhí. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Hữu Long và xin được chúc mừng đôi bạn Tiểu Nhí. Và bây giờ đây sẽ còn lại 3 cặp của chúng ta. Một trong 3 cặp sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Và bây giờ thì trên tay của Nguyễn Khang Phượng đã có giải 3 rồi.
Chúng tôi biết chắc quý vị và các bạn đang rất căng thẳng rồi đây. Và chúng tôi xin được công bố giải ba của cuộc thi Những Người Bạn Thân Thiết Của Tôi năm 2008. Và chúng ta sẽ bắt đầu mở bì thư. Xin được chúc mừng đôi bạn Hoa Nắng. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ công bố luôn hai đứa bạn còn lại sẽ đoạt giải gì trong cuộc thi Những Người Bạn Thân Thiết Của Tôi năm 2008. Và chúng tôi thấy rằng ở khán phòng vang lên hò reo những tiếng cổ vũ rất là vang dội. Thế các bạn nghĩ thì ai sẽ đoạt giải nhất và ai sẽ đoạt giải nhì ạ? Thưa quý vị và các bạn, hình như là